À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn cái lô linh sam mà nó có cái thằng quái nữa các bạn ơi. Thì lô linh sam này mình cũng mua về mình mới làm xong các bạn. Đây mình chia ra làm 3 thứ ha. Cái hàng trong đó là nó lớn các bạn, giá nó 1 triệu một cây ha. Đó. Và ở đây hàng thứ hai là nó 800 nữa các bạn. Đó, hàng thứ ba thì 600 ha. Còn lại thì 500. Đó, em chia ra 1, 2, 3, 4 thứ các bạn. Thì giờ mình quay trực trực tiếp từ cây cho các bạn xem ha. Đó. Để mình bắt trong quay ra đây. Số 1 nằm trong các bạn nha. Rồi, cái giá 1 triệu nữa các bạn. Nó bự tầm khoảng hơn 30 các bạn ơi. Để nó nở ha. Cây số 1 nè. Giá 1 triệu ha. Đó. Cây này là dán bay các bạn ơi, cây nào cũng dán bay hết trơn. Có thể mình nếu muốn dán đổ về mình có thể mình ngã xuống cho đổ cũng được các bạn. Cây số 2 ha. Đó. Giá cũng 1 triệu các bạn. Rồi, tiếp tục cây số 3. Gốc nó bự lắm bạn ơi. Ha. Ở đây là mình uống hết trơn các bạn. Số 4. Ha. Đó. Số 5 nữa. Đụng qua đụng lại nó dẫn lên mà. Rồi, số 6 ha. Ây dạ. Không có đứa nào nó cầm lên cho mình quay hết trơn. Đi chân à. Số 7 nữa bạn. Số 8. Số 9 nào bạn. Số 10. Nói chung là mình cũng quay sơ sơ các bạn xem thôi. Chứ quay mà chậm thì nó lâu lắm mà. 11 ha. Tại vì cái này cái mặt nhìn của nó phải gì nữa các bạn. Mới đẹp nè. Còn mình bắt trên quay xuống nó không đẹp lắm ha. Mặt nhìn nó phải nằm ngang nè. 11 ha. Cái này 12. Đúng hơn cái cây này là gọi là cây trực quyền các bạn. Trực quyền ha. 13. Nọc mới gù chà bá luôn hả bạn ơi. 14. 15. Cái này thì mình cho đổ cũng được. Nhưng mình nghĩ chơi gì cũng hay vậy các bạn ơi. Không cần thiết phải đổ ha. Trực quyền cũng hay các bạn. Cành nhánh đủ hết rồi. 16. 16 nữa các bạn. 17 ha. 18 các bạn. 18 này mặt này. 19 các bạn. Quá trời bự luôn các bạn ơi. Khoảng 40 rồi. Để quá trời luôn ha. 19. 20 các bạn. Cụ đế nó quá trời luôn. Cái này là gọi là trực quyền đó, trực nhánh là nhánh quyền ha. Nó miền Bắc nó gọi là trực quyền đó. Trong miền Nam mình thường thường kêu cái bay đó bạn. Cũ nó từ từ 30 trở lên nha các bạn. Cây 1 triệu á. Rồi. Tổng cộng là 21 cây các bạn, 21 cây 1 triệu ha. Đó. Tổng cộng 21 cây 1 triệu. Tới cây này là 600 nè các bạn. Nó 800 nha.
800 thì gốc nó cũng hơn 20 các bạn ơi. Đó, này lùng lực nè. Cây nó cũng hay đúng không ạ? Nếu mà thích cây lùng lực, cây này mình để lên cái mâm nhỏ, cái chậu nhỏ nó đẹp lắm, ép vô ạ. Số 2 giá 800. Bài luôn. Số 3. Đây này cũng cây bay mà tông cao nữa các bạn. Số 3. Số 4. Giá 800 luôn, thăng quái luôn các bạn. Quá trời độc cái thằng luôn ha. Số 5. 800 luôn. Thằng quái ha. Số 6. Nhánh này đủ hết trơn các bạn. Số 7. Đây này đi, nhánh hơi yếu một chút nhưng mà thân thì đẹp các bạn. Quan trọng cái thân nó các bạn ơi. Quan trọng nhánh đâu, mình nuôi vài bữa ra nhánh thôi. Số 8 thằng quá già luôn nè, thôi nào. Này thằng quái luôn nằm dưới đây nè. Có cò dưới đây nữa các bạn. Đó. Đó. Số 8. Cây này thì nhánh quá dày luôn rồi. Số 9. Cái này thân trực tông cao nữa các bạn. Số 10. Thằng nhánh đủ chân, lợp đủ chân các bạn. Nói chung là mình uống 3D mình lợp luôn các bạn. 11. 12. 12. Để vậy nó không đúng tầm nhìn nè, mình phải để vậy các bạn. Mình phải nhìn ngay chỗ đây thôi mà. Ha, bắt trên nhìn xuống thì nó bị rối nè, cái gì nè. À. 12. Tiếp tục 13 các bạn. À. 13 ha. 14. Cái này cũng trực nè, cái này như con cặp. Được nữa bạn, đằng kia có con cây nữa. À. Số 14 ha. Giá 800 để mình lấy lại cái cây cặp các bạn. Đây nè các bạn. Giống nhau ha. Rồi giống nhau luôn. Số 14 với lại số mấy ta? Số 4 với lại số 14 các bạn ơi. Đó, hai cây để về đúng bài luôn các bạn. Rồi các bạn nào muốn có mua cặp là mua cái cặp này 800 các bạn. Rồi tôi khuyên cây 600. 600 thì nói chung thì nó cũng tương đương các bạn, nhỏ hơn tí thôi. 1 2. Nhánh đủ ha. 3. 600 ha. 4. Cái số 4 giá 600 nữa nè. Số 5. Này, mặt nhìn ở bên đây nè mọi người. Đây ha. Số 5. Số 6. Số 7. Rồi số 8. Chỉ có 8 cây giá 600 thôi các bạn ơi. Đó. Còn lại cái đống này nè là 500 hết các bạn. Ha. Đâu số 1 làm đâu ta? Đây nè các bạn. Số 1 500 ha. Nó nhỏ một tí các bạn. Con nó cũng quái chân. Số 2. Đó. 500 luôn ha. Số 3. Cây này mình uống rớt cành rớt cũng quái quái nè các bạn. 500. Số 4.
mình đánh đều cho các bạn ha. Anh chờ này cũng nhỏ mà có vỏ nè bạn, siêu sáo ha, con cành bay ra. Số 6 này, số 7 nha các bạn, nhánh cũng đầy dần ha. Nói chung thì cây nào nó cũng được các bạn, không nên đổi ha. Số 8 đó, nhánh nè ha, số 8 rồi, tiếp theo số 9 các bạn. Chính ha, ở trên nó bự, nó nhỏ chứ dưới nó bự lắm ạ. Này mình có thể khoe cái gốc nó ra nằm còn dưới số 9 nè, nó cái này nhỏ mà cũng có vỏ nữa các bạn. Số 10 nè, mặt nhìn nó bên đây nè bạn, rồi ha. Này số 11 này, nhưng cái mặt nhìn nó bên đây hết ta, đúng không? Nó khoe được cái thằng quái xuống này nữa mà, quái không? Anh em miệng chậu nữa, mình cho nó vô đây, vớt xuống dưới cái miệng chậu nha. Đây số mấy đây? Số, ủa số 1 nữa ta, số 11 bạn ơi, lộn mà, để chút ghi lại số này ha, số này số 10 nè, số 1 nằm dưới này, cái này số 11 bạn, thì thêm số 1 nữa ha, đó. Số 12 tán nhánh cũng đủ chân nữa bạn, bài nguyên thằng ra ngoài luôn ha, tán nằm ngoài luôn. Này cũng lạ, cây này thì yếu quá, đây lời rồi. Số 13 này giống như chó lùa các bạn ha, thằng cũng quái luôn. 14 nằm đâu đây, 14 nè bạn, quái không, 14 rồi, 15 đó, mấy cây nhỏ nhỏ này thì nói chung cái tán cũng đầy hết rồi bạn ơi, nó nhỏ chứ cũng nhỏ lắm đâu, mười mấy á, 16 rồi, cây cuối cùng là cái cây 17, cây cuối cùng là cây đặc biệt các bạn. Bạn nhớ cây này không? Cái cây này là cây xấu nhất trong đám lộn xộn này các bạn, mình đem ra mình uống lại thành cái cây này, gọi là cái cây tạm tạm là văn nhân đi các bạn ơi, không biết có phải không đó, thì nó là số 17 các bạn đó. Cây này thì mình có quay các bạn xem cái clip mà cây xấu mà uống ra cũng chơi được đó các bạn ha, đó các bạn nào có thể lấy cái cây này cũng là một cái kỷ niệm mình uống nữa các bạn. Đó. Đó, cái này các bạn để nhà thì sau này mà anh em nào có theo dõi kênh mình lại cái nhìn biết liền ha. Đó, cái cây dáng văn nhân mà nó hơi quá lạ ha, trên đây nó còn thiếu đỉnh này nữa, mình cho nó ra tê nè ha, cái đỉnh nó cỡ nhiêu đây ha, là anh đẹp. Đó. Rồi thì ngày hôm nay mình có nhiều lô lên, có cái lô xanh này nhiêu cây đó các bạn, cây giá 1 triệu thì nó được đâu 21 cây ha, cây 800 thì nó cũng được đâu nhiêu cây gì đó quên tiêu rồi, với lại cái 600, cái bên đây 500 bạn, ba thứ ha. Rồi nếu các bạn có thích những cây linh sam của mình uống này á, thì có thể gọi cô Nhiên ha, đó, gọi cô Nhiên thì mình có thể mình chọn cái số nào đó, gọi cô Nhiên ha, chứ đừng gọi mình đó, thì các bạn có chọn á, thì các bạn chọn xong rồi gọi là nhanh nhanh ha, chứ không thôi mà chọn cái cây mà chần chừ không gọi thì các bạn khác gọi vậy đó. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. Rồi mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo nha.